Một tuần nữa lại trôi qua, rất vui gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình truyền hình thanh niên do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình thành phố thực hiện. Trong chương trình kỳ này có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023 của Trung ương Đoàn và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công trình thanh niên Sông Sài Gòn, Con sông Thành phố tôi, Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày Chủ nhật Xanh lần thứ 149 năm 2023. Gần 400 bạn đoàn viên thanh niên đã tiến hành dọn dẹp vệ sinh, cải tạo cảnh quan rạch lăng, đoạn từ cầu Phan Chu Trinh đến trường Tiểu học Bình Hòa, phường 12 và 13, quận Bình Thạnh. Ngày Chủ nhật Xanh được Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh duy trì tổ chức hàng năm, thể hiện sự xung kích tình nguyện, chung tay xây dựng môi trường xanh sạch đẹp của thanh niên thành phố. Đồng thời, thông qua các hoạt động đã góp phần tuyên truyền vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh, từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội. Vừa qua, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT Thành phố Hồ Chí Minh) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhiều nội dung, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực số cho thanh niên thành phố giai đoạn năm 2023-2025. Theo đó, VNPT Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp cho thành đoàn các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, phù hợp với cơ sở hạ tầng, nhu cầu công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trong đó có thể kể đến như ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của thành đoàn, hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice nhằm mục đích hiện thực hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ để chính thức đưa hệ thống ứng dụng, phần mềm này vào sử dụng tại cơ quan. Văn phòng Thành đoàn đã phối hợp với VNPT Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn để hướng dẫn cho cán bộ, công chức, người lao động các thao tác, công cụ trên hệ thống này. Buổi tập huấn này được tổ chức với mục đích giúp cho cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan chuyên trách Thành đoàn có thể hiểu thêm về quy trình xử lý công việc, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công việc giấy tờ, hành chính sẽ được số hóa trong thời gian sắp tới. Lễ bàn giao sinh viên Lào Campuchia về với gia đình trong chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 diễn ra trong không khí ấm áp, vui tươi. Các gia đình nuôi và các bạn sinh viên rất phấn khởi khi được tham gia chương trình. Chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp cùng Thành đoàn và các tổ chức chính trị xã hội thành phố tổ chức. Chương trình năm nay thu hút 67 gia đình Việt Nam và 102 bạn sinh viên Lào Campuchia tham gia. Qua chương trình góp phần vun đắp cho tình đoàn kết truyền thống, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác giữa nhân dân và thanh niên ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và tạo môi trường để sinh viên Lào, sinh viên Campuchia tham gia trải nghiệm văn hóa, nếp sống, sinh hoạt gia đình của các gia đình Việt, tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ và bồi đắp đời sống vật chất, tinh thần cho các bạn trong thời gian học tập tại thành phố. Tối ngày 28 tháng 5, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương và Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình khai mạc hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Đến dự chương trình có đồng chí Trương Mỹ Hoa, Nguyên Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Phường A Chính, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương. Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, Thường trực Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 1.000 em thiếu nhi đại diện cho 25 triệu thiếu nhi cả nước tham dự chương trình. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 10 bể bơi di động và 10 sân chơi cho thiếu nhi trị giá 2 tỷ đồng, trao tặng 1.400 phần quà cho các em thiếu nhi, trao tặng 100 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, 2 triệu đồng một suất. Đồng thời, các đơn vị cũng trao tặng một nhà vệ sinh thông minh đạt chuẩn quốc tế trị giá 1 tỷ đồng lắp đặt miễn phí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trao bảo trợ 6 tháng cuối năm cho thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19 tại 29 tỉnh thành phố trị giá 9,3 tỷ đồng. Trao tặng các công trình quà tặng dành cho thiếu nhi tại 25 tỉnh thành phố trong dịp hè năm 2023 trị giá 16,7 tỷ đồng. Tổng giá trị các nguồn lực trao tặng tại chương trình khai mạc hè hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em là 27,4 tỷ đồng. Dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phát động cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam, Cuba, thấm tình đoàn kết.
kỷ niệm 50 năm lãnh đạo Cuba Fidel Castro đến thăm Việt Nam và vùng giải phóng Quảng Trị tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023. Cuộc thi sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 8. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thu hút được sự tích cực tham gia của các cấp, các ngành, cùng gia đình và cả xã hội quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, đoàn thể các cấp tiếp tục làm tốt, thật hiệu quả, thực chất công tác tuyên truyền, vận động toàn xã hội, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cùng với đó, tổ chức phối hợp tốt mang tính chất thực chất, đa dạng, phong phú, hiệu quả các hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ em theo mục tiêu đã đề ra, đáp ứng đúng yêu cầu của các em để các em thiếu nhi có một mùa hè thật vui và bổ ích. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, thời gian qua, đảng, nhà nước và nhân dân luôn quan tâm đến trẻ em để các cháu được học tập, vui chơi trong môi trường sống an toàn, lành mạnh. Tuy vậy, trong cuộc sống vẫn còn nhiều cháu thiếu nhi chưa được an tâm sống và học tập đầy đủ cũng như nhiều thiệt thòi khác trong cuộc sống. Đồng chí Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành, địa phương, phụ huynh tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của đảng, nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, các hoạt động vui chơi cho thiếu nhi trong dịp hè. Các địa phương huy động các nguồn lực để tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng các đại biểu đã đến trao tặng 186 phần quà, 20 xe đạp và 5 xe lăn dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Tam Bình, thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, các em còn được tham gia các trò chơi, xem phim miễn phí. Dịp này, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố cũng tổ chức các hoạt động khai mạc hè với nhiều hoạt động vui chơi thiết thực hướng đến chăm sóc, bảo vệ trẻ em trước những vấn đề tiêu cực trong cuộc sống. Tại huyện Bình Chánh, Hội đồng đội Trung ương phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo hoạt động hè huyện Bình Chánh tổ chức khai mạc lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi trên địa bàn huyện Bình Chánh tại hồ bơi Tân Túc. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với mục đích lan tỏa thông điệp thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Với sự hướng dẫn tập bơi của cựu vận động viên đội tuyển bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Anh Phiên, các em thiếu nhi đã được hướng dẫn hỗ trợ tập kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng làm quen với nước. Qua đó giúp các em an toàn hơn khi tiếp xúc với môi trường nước trong mùa hè năm nay. Dịp này, Hội đồng đội Trung ương đã trao 100 phao tập bơi cho các trẻ em tại thị trấn Tân Túc. Cũng trong sáng ngày 28 tháng 5, Trung ương đoàn Hội đồng đội Trung ương, Ban chỉ đạo hoạt động hè thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, tổ chức chương trình khai mạc hè năm 2023 và tập huấn chuyên đề hướng dẫn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại cho trẻ em. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 suất học bổng cho các em thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trao 500 phần quà cho các em thiếu nhi tham dự chương trình. Tại chương trình, các em được tập huấn chuyên đề kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, được tham gia các gian hàng trò chơi dân gian, sân chơi khoa học vui. Con mong muốn mùa hè này có thêm nhiều hoạt động, tại vì các hoạt động ở đây đều tốt cho sức khỏe và rất là vui. Con được chơi nhiều trò chơi và cảm thấy như là mình được quay về hồi cấp 1. Mong muốn của con vào mùa hè là được tham gia các hoạt động của anh chị đoàn thanh niên tổ chức. Và rồi xong một năm học thì con rất là mong tới mùa hè. Con thấy các thầy cô đã cho con chúng con kiến thức là bảo vệ quyền trẻ em và quyền bảo vệ cơ thể của mình. Ban tổ chức cũng tổ chức khám, tư vấn sức khỏe răng miệng và trao tặng 500 phần quà cho các em thiếu nhi là con em thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Trung học cơ sở Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Thưa quý vị và các đồng chí, trại huấn luyện viên cấp 1 Trung ương trại Nguyễn Chí Thanh khu vực miền Đông Nam Bộ là hoạt động mang tính truyền thống của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với sự tham gia của 7 tỉnh thành cụm miền Đông Nam Bộ, trại Nguyễn Chí Thanh cụm miền Đông Nam Bộ với hào khí tuổi trẻ miền Đông đã trở thành một môi trường rèn luyện đầy thử thách đối với cán bộ hội viên thanh niên, đồng thời cũng là khát khao được nỗ lực, rèn luyện và phấn đấu để trở thành một huấn luyện viên cấp 1 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trại huấn luyện viên cấp 1 Trung ương trại Nguyễn Chí Thanh cụm miền Đông Nam Bộ là hoạt động mang tính truyền thống của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với sự tham gia của 7 tỉnh thành cụm miền Đông Nam Bộ gồm Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh. Qua 32 lần tổ chức theo khu vực trên phạm vi toàn quốc,
trại huấn luyện viên cấp 1 trung ương, trại Nguyễn Chí Thanh đã trở thành một khao khát và thử thách đối với mỗi cán bộ hội, hội viên, thủ lĩnh thanh niên. Đặc biệt với truyền thống trong công tác huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng công tác hội và đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ thủ lĩnh thanh niên, trại Nguyễn Chí Thanh quận miền Đông Nam Bộ với hào khí tuổi trẻ miền Đông đã trở thành một môi trường rèn luyện đầy thử thách đối với cán bộ hội, hội viên thanh niên, đồng thời cũng là khát khao được nỗ lực rèn luyện và phấn đấu để trở thành một huấn luyện viên cấp 1 của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với hơn 3.500 trại sinh được công nhận huấn luyện cấp 1 trung ương, trại Nguyễn Chí Thanh đã đào tạo một lớp cán bộ hội vững lý luận, giỏi kỹ năng, luôn hun đúc ngọn lửa khát khao cống hiến với lý tưởng vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh và văn minh. Năm 2023, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh được vinh dự đăng cai tổ chức trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ 13 tại Trung tâm Sinh hoạt Dã ngoại Thanh thiếu nhi thành phố huyện Cần Giờ từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2023. 106 trại sinh là các cán bộ hội, hội viên thanh niên, thủ lĩnh thanh niên, huấn luyện viên cấp tỉnh, thành phố đến từ 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ đã hào hứng bắt đầu chương trình sát hạch của mình cùng với những trải nghiệm hết sức ý nghĩa, hấp dẫn. Tham gia trại năm nay, các trại sinh đã cùng nhau vượt qua 35 môn thi theo định chuẩn huấn luyện của Trung ương để chinh phục danh hiệu huấn luyện viên, nhiều tìm hiểu về kiến thức, điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, truyền tin, dấu đường, mật thư, đúc dây, dựng lều, thực hành thủ công trại, múa hát tập thể, sơ cấp cứu. Các nội dung thi diễn ra liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya, có nội dung tổ chức xuyên đêm. Vượt qua kỳ sát hạch này là điều không hề đơn giản nếu các trại sinh không nắm vững kiến thức và kỹ năng, bên cạnh đó là tâm lý và sức khỏe tốt để sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là kỳ trại Nguyễn Chí Thanh mà ban tổ chức vận dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các phần thi để phù hợp với thực tiễn của công tác huấn luyện trong tình hình mới. Để có thể hoàn thành kỳ huấn luyện đặc biệt tại trại Nguyễn Chí Thanh lần thứ 23, các bạn trại sinh không chỉ nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của trại, tuân thủ tuyệt đối sự điều động, hướng dẫn của ban tổ chức, ban giám khảo trại, mà mỗi thí sinh còn hết sức nghiêm túc, đầu tư, dành tình cảm, tâm sức cho mỗi phần thi của mình để đạt được kết quả tốt nhất và được công nhận là huấn luyện viên cấp 1 Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với những thử thách mà rất là khó khăn do ban giám khảo, ban tổ chức đặt ra với các bạn trại sinh của đợt trại lần này thì mình thấy các bạn tham gia rất là tích cực, rất là nhiệt tình. Và bên cạnh đó là các bạn có một cái kỹ năng rất là vững vàng để vượt qua các cái thử thách mà ban giám khảo tại trại này đặt ra. Thí dụ như các hoạt động mà băng rừng rồi vượt sông, làm sao đảm bảo được toàn bộ quân tư trang các bạn nó vẫn được khô ráo để tiếp tục tham gia các phần thi còn lại. Thì các bạn đã làm được điều đó và đã chinh phục được cái thử thách của ban giám khảo chúng tôi. Thì tôi hy vọng rằng là các bạn huấn luyện viên cấp 1 ở trại lần này khi trở về địa phương, các bạn sẽ là những nhân tố để tiếp tục cái công tác huấn luyện đào tạo tại cơ sở. Các bạn là những người truyền lửa, các bạn sẽ là những người đào tạo những thế hệ tiếp theo để làm sao đó là chúng ta có những thủ lĩnh thanh niên vững về kỹ năng, giỏi trong cái công tác tập hợp thanh niên. Tham gia trại không chỉ là dịp để các trại sinh kiểm tra, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng công tác hội, công nhận huấn luyện viên cấp 1 Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và bổ sung lực lượng huấn luyện viên cho các tỉnh thành trong cụm Đông Nam Bộ. Đây còn là dịp để đội ngũ cán bộ hội, hội viên có niềm đam mê, yêu thích kỹ năng, phong trào của các tỉnh thành thuộc cụm Đông Nam Bộ, giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào thanh niên, trong công tác phát triển kỹ năng. Đặc biệt với sự chuẩn bị và đặt tâm sức của mình, ban tổ chức, ban giám khảo đã dành cho trại sinh những phần thử thách hết sức ý nghĩa. Bản thân tôi cảm thấy rằng mình vẫn có rất nhiều điều chưa thật sự hoàn hảo cũng như là có những kiến thức chưa thực sự hiểu biết. Chính vì vậy mà việc tham gia trại sẽ giúp bản thân tôi có thêm được nhiều kiến thức, những kỹ năng về công tác hội, qua đó góp phần cho công tác hội ở cơ sở của tôi sẽ ngày càng được hoàn thiện hơn và phát triển hơn nữa. Tôi đã được tham gia thi sát hạch các môn lý thuyết vào buổi tối, bắt đầu tôi có thể là từ 8-9 giờ đến khi 1-2-3 giờ sáng hoặc là 1-2 giờ sáng. Thì với tôi thì khi ở nhà chúng ta không bao giờ có được những trải nghiệm như vậy. Và chỉ có đến với Nguyễn Chí Thanh, đến với trại Nguyễn Chí Thanh thì chúng tôi mới có những cái trải nghiệm mà đáng nhớ như thế. Và ước mơ và khát khao được chinh phục cũng như là được công nhận huấn luyện viên để giúp chúng tôi vượt qua. Hội trại này đã cho chúng mình được rất là nhiều kiến thức. Chúng mình biết được cách cách nút dây, biết cách thế nào để mà làm hoạt náo viên được tốt hơn, biết cách thế nào để quản trò, là một người quản trò tốt. Mình sẽ học hỏi được ở những các bạn trại sinh khác những kiến thức, kỹ năng mình còn thiếu và để hoàn thành bài thi của mình một cách tốt hơn.
tại trại huấn luyện, ngoài những phần thi đầy cam go, ban tổ chức cũng đã có nhiều hoạt động để tạo tâm lý thoải mái cho trại sinh, như các hoạt động ngoại khóa, tham quan các địa điểm, các di tích và tìm hiểu về văn hóa, con người, địa phương, như tham quan, tìm hiểu về chiến khu rừng sát anh hùng, tham quan lăng ông thủy tướng, đền thờ Dương Văn Hạnh, khu du lịch Vàm Sát, ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, giao lưu với cán bộ chiến sĩ biên phòng. Đặc biệt với chương trình hành quân dã ngoại kết hợp với trò chơi lớn và đêm lửa trại, giao lưu với sự tham gia của thủ khoa huấn luyện viên cấp 1 trung ương các khóa đã giúp cho các bạn trại sinh thêm yêu thương, gắn bó và đồng hành cùng nhau. Cùng nhau tham gia nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng với nhiều nội dung theo định chuẩn của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đôi lúc còn gặp phải nhiều khó khăn và trên gương mặt của mỗi bạn đều đọng lại những giọt mồ hôi. Nhưng mỗi trại sinh không vì vậy mà quên đi những ánh mắt, những nụ cười dành cho nhau, thể hiện tình yêu thương, đoàn kết với một tinh thần quyết tâm, đầy nhiệt huyết của thanh niên. Thông qua hội trại này, các bạn lại có thêm được những người bạn mới, kiến thức mới, niềm vui và cũng học thêm được nhiều kỹ năng quý báu để ứng dụng vào thực tế cuộc sống cùng với những kỷ niệm không thể nào quên. Tôi cảm thấy những cái trải nghiệm này rất là thú vị. Đây có thể là đúng hơn, đây là lần đầu tôi được tham gia những cái thử thách, những cái hành trình, những cái trò chơi mà phải đi đêm như thế này. Ăn, ngủ, ở cùng nhau, trải qua các quá trình tập huấn, rèn luyện kỹ năng để mà chuẩn bị thật là tốt cho cái cuộc thi này. Và những cái khoảnh khắc đó thì nó sẽ không bao giờ quên được. Sau khi kỳ trại kết thúc thì tôi sẽ có những người bạn mới, những anh chị mới trong khoảng đường làm đoàn của tôi, và họ sẽ tiếp tục truyền lửa để cho tôi ngày càng phát triển và hoàn thiện bản thân mình hơn. Sau 7 ngày tổ chức, trại Nguyễn Chí Thanh quận miền Đông Nam Bộ đã công nhận huấn luyện viên cấp 1 trung ương cho 84 anh chị, trao giải cổng trại đẹp nhất cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai và giải nhất toàn đoàn cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong chương trình cũng đã tuyên dương 10 anh chị trại sinh có thành tích xuất sắc. Trong đó, thủ khoa thuộc về anh Trần Lê Trung Nghĩa, á khoa 1 thuộc về chị Phan Huỳnh Khánh Châu và á khoa 2 thuộc về chị Dương Đoàn Thúy Vi. Tất cả đều đến từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Sự năng động, sáng tạo, bản lĩnh, tự tin của các trại sinh đến từ 7 tỉnh thành phố đã góp phần tạo nên thành công của trại huấn luyện viên cấp 1 trung ương trại Nguyễn Chí Thanh khu vực miền Đông Nam Bộ. Hy vọng rằng các huấn luyện viên cấp 1 trung ương sẽ không ngừng nâng cao nghiệp vụ, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong việc đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, đổi mới sinh hoạt, nâng cao phong trào hội tại đơn vị, tiếp tục truyền lửa nhiệt huyết cho các bạn thanh niên ở địa phương, đơn vị. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí vào khung giờ quen thuộc của chương trình trên kênh HTV9. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các đồng chí có thể gửi thư về địa chỉ Ban biên tập truyền hình thanh niên, số 1 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com. Số điện thoại 02838 298 669. Thúy Quy xin chào và hẹn gặp lại.